Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị nghe bản tin về việc giải quyết vấn đề tài chính ở Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama và chủ tịch Hạ viện John Boehner đã gặp mặt trong 45 phút hôm thứ hai đầu tuần là ngày 17 tháng 12 tại tòa Bạch Ốc để cố tránh bị rơi vào vực thẳm tài chính với các hậu quả khó lường. Hai ông gặp mặt lần này là lần thứ ba trong vòng 8 ngày về vấn đề nâng trần nợ và tăng tuổi hưu từ 65 lên 67 được bỏ ngoài nghị trình làm cho hố ngăn cách về tăng thuế nhà giàu và cắt giảm chi tiêu công được rút ngắn. Từ đề nghị tăng thu từ thuế lợi tức cá nhân 1.600 tỷ đô la lúc ban đầu, Tổng thống Obama đã giảm xuống thành 1.200 tỷ đô la nhắm vào gia đình có lợi tức trên 250.000 đô la mỗi năm. Nhưng Chủ tịch BN đề nghị 1.000 tỷ đô la đánh thuế giới có lợi tức 1 triệu mỗi năm và người giàu trên 3 triệu rưỡi phải chịu mức thuế 45% về cắt giảm chi tiêu, Tổng thống Obama giảm 400 tỷ đô la chi trả y tế, 200 tỷ trong các lĩnh vực khác, 200 tỷ cắt giảm tùy ý, cộng thêm 130 tỷ tiết kiệm từ các quỹ hưu bổng, nâng tổng số cắt giảm chi tiêu lên 930 tỷ đô la. Phe Cộng hòa cho rằng đề nghị thu 1.300 tỷ đô la mà chỉ cắt giảm 930 tỷ thì chưa thể nào cân bằng ngân sách. Tuy nhiên, bước tiến bộ này sẽ thúc đẩy các vòng đàm phán kín và công khai dễ dàng hoàn tất hơn. Tổng thống Obama không còn phải tranh cử trong 4 năm tới, thế nhưng chiếc bóng ma suy chậm kinh tế đợt 2 như muốn ập xuống nước Mỹ buộc ông phải bớt cứng rắn. Hầu hết các nhà lập pháp còn phải trải qua các đợt tranh cử nên mỗi quyết định của họ cần cân nhắc thận trọng để khỏi mất phiếu mà vẫn giữ được lập trường chính trị. Năm ngoái, một số dân biểu cương quyết không chấp thuận tăng thuế khiến họ bị thất cử. Vì vậy, phe Cộng hòa buộc phải hòa dự. Nợ công của Hoa Kỳ lên tới 16.400 tỷ đô la, nên đã tới lúc mỗi người Mỹ phải chịu trách nhiệm trang trải, dù là ít hay nhiều, trước khi nền kinh tế lớn nhất toàn cầu rơi vào vòng xoáy khó thoát. Thì Nga tường trình cùng quý khán thính giả kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn xin tạm dừng nơi đây. Xin quý vị với lòng đừng rời máy, bản tin qua tình đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.